Uài, sao trên đời này có lắm chuột giống chuột logitech thế nhỉ? Forter, có biết Forter hay là for gì nữa? Forter D225. Trong hộp này sẽ có một chiếc chuột màu hồng và hết rồi anh em ạ. Em này chơi dáng công thể học, dành cho người bên tay phải, giống như chiếc chuột logitech M280, cân nặng chỉ là 80g khi tính cả pin. Nút thì có tổng là 1, 2 ba nút để kèm nhá. Bên dưới sẽ có mắt đọc văn phòng 1 feet, 2 feet dài. Còn chúng ta sẽ còn có đó chính là công tắc bật, bởi vì em này kết nối 2 mode luôn. Đầu tiên wireless bằng receiver nằm ở trong này, dùng pin 1.5A, pin trên và pin dưới đều dài. Em này sẽ có công tắc đổi sang chế độ 2.4 hoặc là Bluetooth, rất là hợp lý. Nằm ở đây sẽ là công tắc để tắt bật chuột. Em này thì hợp với cả claw grip hoặc là fingertip, nói chung cũng hợp với cả tay trung hoặc là tay nhỏ thôi, chứ không hợp với tay to. Chất lượng build rất là cứng cáp, nhưng mà switch chuột hơi chán bởi vì là switch silent, chả có cảm giác chắc tay gì cả. Nhưng mà được cái con lăn khá là ok. Và thế nhưng rồi, em này sẽ không có RGB đâu anh em nhá.